quay cận cảnh một số cái hoa giấy. Thì vườn hoa giấy của mình là tên là hoa giấy Tân Hòa. Tôi tên Úc Em, địa chỉ ấp 1 xã Tân Hòa, Bến Lức, Long An. Thì hôm nay mình quay cái video thì mong về kỹ thuật mình cũng còn dở lắm, mong anh chị và các bạn thông cảm. Thì trong quá trình xem video thì có gì anh chị và các bạn thông cảm giùm nha, tại vì mình chủ yếu nó mình chia sẻ về chủ yếu là về nói chuyện tâm sự về kỹ thuật trồng thôi, còn về chuyên môn gì quay á, thì mình cũng không rành lắm, nói chung không rành lắm. Mong các chị và các bạn đang xem có gì cũng bỏ qua cho mình nha. Đây là cây hoa giấy mình ghép này là ghép 6 màu, hiện giờ điểm là đủ 6 màu á. Thì năm nay vườn của mình thì mình cũng đang bán cũng hơn 50% rồi. Còn những cây một hai màu thì giờ, mình lấy ra mình quay đúng là mình hơi trước, nhưng mà vườn nó chật. Thứ hai là cái trong giai đoạn đó thì cái điện thoại mình nó cũng trục trặc, mình không có quay được. Thì do đó mong chị và các bạn thông cảm. Mình giữ lại bốn cái chậu hoa chiến lược của mình đây. Đây, năm nay cũng làm chậu rồi, cũng nói chung cũng làm chậu rồi vô chậu, thì năm nay nó vẫn đẹp. Thì mấy năm trước thì chơi tới rằm tháng giêng, năm nay có thể là kéo dài hơn. Bốn chậu này rất đẹp anh chị các bạn. Thì mình cũng chia sẻ một số cái hoa để anh chị các bạn xem tham khảo. Thì mình năm nay thì do công việc của mình rồi, mình chỉ làm mang tính vui rồi cũng bán lại anh chị các bạn. Đây là những chậu này thì mình bán cũng trung bình khoảng cặp 1 triệu luôn, hai chân luôn, sơn giá đá. Đó, thì có chậu vàng vàng này mới dư dư nước sơn con nó sơn chậu nó tết đen cặp vàng vàng như có vàng chơi. Thì thôi mình cũng làm cho vui. Đây là dùng giấy anh chị các bạn. Còn xin nói với anh chị các bạn, mấy chậu này á, như chậu cẩm thạch siêu bông này á, thì mình cũng đã bán rồi, có bạn ở Bến Lức vô mua rồi nhưng mà chưa chở còn gửi lên vườn. Đặc biệt là hai dòng cẩm thạch siêu bông và cái hoa giấy malai. Hoa lai nói chung bán rất chạy anh chị các bạn. Nhưng malai năm nay tôi làm cũng khoảng 100 chậu mà bán hết á. Malai này chung màu cà tím, tuy nhiên thì hoa giấy này giống cũng hơi mới. Mình thì khu Long An mình chưa có nhiều, cũng có mà chưa có nhiều. Thì khu vực Đồng Tháp cũng như Bến Tre tôi thấy cũng có nhưng mà chúng chưa phổ biến lắm. Thì mua tiếp năm nay thì cẩm thạch và malai thì bán chạy. Thì nói anh chị các bạn, một vườn tôi đẩy đầy luôn á mà giờ bán cũng trống hết rồi. Chung những bông hoa này giống cũng còn lại, thì vẫn còn cũng vẫn còn đẹp chứ không phải là hết đẹp, nhưng mà cũng còn bán là cũng còn lay lay được. Thì cái nào còn xấu quá thì mình để lại thôi, mình qua năm mình điểm tô lại, mình ghép lại tiếp tục mình bán tiếp. Quay như vậy không biết anh chị hơi nắng chói nắng không biết có xem được không nữa. Thôi nhờ anh chị làm ăn về kỹ thuật cũng mong thông cảm, mà nói chung tôi cũng không rành lắm. Cái điện thoại này tôi cũng không biết dừng chỗ nào nữa, nghiên cứu nút dừng mà cái iPhone 13 này không biết các bạn biết cái nút dừng chỗ nào không, nó không có nút dừng, cứ quay tới tới mà không thấy nút dừng. Thì tôi cũng mới thử nghiệm quay trực tiếp thôi, hồi đó giờ cũng không có chưa chưa quay trực tiếp lần nào. Thì anh chị các bạn cũng cùng nghề bông giấy thì cũng thông cảm, nói chung cũng thảm cảm. Thì nói như thế này, kỳ cái phân á, thì phân tưới thì lúc này các anh chị các bạn có mua chậu hoa giấy á, về thì mình nên tưới, nên mỗi ngày mới tưới đảm bảo cho cái lượng nước, đừng để nó khô cái nó mau cánh hoa rụng lắm. Còn mình có thể là như chỗ điều nhà mình nó phun keo keo phun lên cho nó có đại Cần Thơ á, thì mình phun nó giữ cánh hoa cũng lâu lắm. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng phải bỏ đi thôi. Tất nhiên là mình phun giữ rồi rồi mình phun thêm cái hàm lượng, thứ nhất là thí dụ như bơm lô vơ với bo á, là nó có độ hoa nó sặc sỡ, nó to lên lên và nó cũng lâu rụng nữa. Bơm lô vơ thì nó trổ đồng đều, nhưng tôi mới phun bơm lô vơ những chậu này tôi phun đây là được hai ngày nó bung lên hết nè. Thì cái này bảo đảm là chơi trong tháng giêng thoải mái. Thì gì tới dằm tháng giêng là phải thoải mái, không bao giờ
Rồi tới đó thì tôi có thể quay lại anh chị các bạn kiểm chứng. Nay tôi cũng trực tiếp. Đó, hình như có 5 bạn xem, 5 anh chị và các bạn xem. Đây là những chậu này tôi bán 1 triệu nè. Nói chung 1 triệu cặp thì thấy cũng cũng 6 màu, 6 màu ghép 6 màu, cũng 5 màu 6 màu. Nói chung ghép cũng nhiều lắm mà nó cũng rớt. Mấy chậu này giống như cũng rớt bớt, như vậy nó cũng còn không 4 màu, những chậu còn 5 màu. Đang quay trực tiếp video anh ơi. Đây là những mai thì đúng chung thì đây là mai tôi xuất xong rồi, thì này mai cũng mai ghép, mai Thủ Đức giả ghép, giờ đáng là ngày mai là ngày 23, đáng là bữa nay thì cái mai này cũng hơi trễ, chắc phải dùng thuốc để kích nó lên. 23 phải những búp búp như này bung ra lụa nha, thì đó là nghe nói chỗ đúng vào ngày 30 á. Cuối cùng thì mình chia sẻ ra buổi trưa, giờ trưa thì các cũng không làm phiền các anh chị nhiều, mình bạn chị các bạn đi tham quan cái vườn mình chút xíu. Ngay cái phía sau nhiều lắm mà giờ tôi không biết dừng video chỗ nào, thôi các bạn chịu khó quay xem đủ thứ chứ nhờ. Nói chung mình cũng không có biết cái rừng này sau cái loại này, tôi không thường quay nó có nút dừng, mà này nó có nút dừng thì cứ xem. Cái xem tới đi rồi có gì tôi nghiên cứu ra, mốt tôi làm hoàn thiện lại. Anh chị có đang xem thì cũng thông cảm nha, chung thông cảm. Thì mình không chuyên về cái nghề này lắm, mà nghề mình trồng hoa. Thì anh chị các bạn cũng thông cảm. Còn các anh chị các bạn có nhu cầu thì vẫn đến vườn, giờ vẫn còn lượng phong cũng còn, giá cũng khoảng 50%, có nghĩa là không đến đổi tệ đâu anh chị các bạn. Nói chung cũng còn rất là đẹp. Cũng còn khá đẹp á. Tôi bán tại vườn thôi chứ tôi không có ship. Để mong các em chịu khó đi xem ha, chút xíu. Hơi giật hơi lắc cũng thông cảm. Mấy cam thạch này tôi cũng có bán, đó cái mấy dòng Malai này bán nhiều lắm. Phía dưới chúng ta tôi một vườn này luôn á, ông nói thì vườn này mình tôi bán trống hết rồi, chung trống hết rồi. Chơi bạc chơi bán trống cái này. Nói chung cái đường này thì bán thì vui thôi, chứ thực ra nó bán giá 150 thì cũng không có lợi bao nhiêu. Thì chú phục vụ những bà con người ta không biết chơi đó, mình chỉ về chơi. Nhưng ở đây bán thì vườn mình bán chủ là tứ phân, cho phân tứ luôn tới Tết, coi như là pha phân cho tứ luôn, pha phân cho bà con về tưới. Vườn thì cũng trống, mời chị bác bạn tham quan phía sau nha, có gì cũng thông cảm. Nó hơi hơi lắc nha anh chị các bạn, tôi không biết dừng lại, cũng mong anh chị các bạn thông cảm nha. Thôi để có gì nghiên cứu thêm rồi mà làm hoàn thiện hơn. Đây là phía trường cái vườn phía sau. Nhìn thì cũng đẹp, tôi cũng có vô chậu rồi. Anh chị các bạn ở khu vực Bến Lức có xem thì có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại của em là 0977216621. Xin nhắc lại, số điện thoại thì 0977216621 hoặc 0908085849. Xin nhắc lại là số điện thoại là 0908085849. 0908085849. Đây là những cái dòng mà qua năm tôi ghép nhiều, đó là dòng Ấn Độ. Mình để cây nguyên thôi, chưa ghép cây thô. Nó rất xấu nhưng mà qua năm nó rất đẹp. Thì tôi cũng ghép phân chục chậu Ấn Độ cũng bán hết rồi. Đây là cái những cái chậu này xử lý được sao mà này cũng canh ngay Tết nè.
lần sau thì mình xử lý chia làm nhiều đợt á, để nhu cầu anh em nào thí dụ như muốn chơi liền hay thế nào thì nó vẫn có hàng theo đúng như nhu cầu. Thôi cuối cùng thì mình không chúng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Thôi để nói thêm, tôi đây là những phía sau là những cái chậu này xấu để làm cây giống, để làm cây phôi giống để lấy giống này để ghép ra. Những chậu này thì mình cũng có vô chậu mình cũng có bán này. Thì cuối cùng xin gửi lời cảm ơn anh chị và các bạn đang xem và các bạn xem video. Thì cuối cùng xin cảm ơn, chúc sức khỏe toàn thể anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài. Lời chúc tốt đẹp nhất một năm là mới, thì chuẩn bị năm hết cũng sắp hết rồi, thì năm mới sẽ có những thành công mới. Và cuối cùng xin cảm ơn anh chị và các bạn.